Chào các em, cô sẽ dẫn các em một số câu trắc nghiệm bài 13 sinh học 11, bài tiết và cân bằng nội môi. Câu 1, cân bằng nội môi là gì? À, nội môi là môi trường bên trong cơ thể. Thì cân bằng nội môi là sự duy trì, ổn định môi trường bên trong cơ thể. Đáp án là câu B. Duy trì sự ổn định bên trong cơ thể là môi trường trong cơ thể. Câu 2, các cơ quan cơ quan tham gia cân bằng nội môi chủ yếu đó là thận, phổi và gan đều đúng ha. Cả ba đáp án đều đúng. Câu 3 ở người thì pH máu ổn định là bao nhiêu? Thì ở máu người là khoảng 7,35 đến 7,45. Cơ quan bài tiết nước tiểu chính là thận. Thận là cơ quan bài tiết chủ yếu trong cơ thể. Vậy bài tiết là gì? Bài tiết là quá trình loại bỏ khỏi cơ thể các chất sinh ra từ quá trình chuyển hóa mà cơ thể không sử dụng, gọi là những chất thừa thải và các chất độc ra bên ngoài. Đáp án là câu B, nó loại bỏ khỏi cơ thể. Câu 6, biện pháp bảo vệ thận. Chế độ ăn hợp lý đúng, uống đủ nước đúng, không uống nhiều rượu bia đúng, cho nên cả ba đáp án đều đúng. Câu 7, cơ quan bài tiết ra mồ hôi chính là da. À, da sẽ bài tiết mồ hôi. Câu 8, nội môi là gì? Nội là bên trong, môi là môi trường là môi trường bên trong cơ thể được tạo ra bởi máu nè, bạch huyết và dịch mô. Môi trường bên trong cơ thể được tạo ra bởi máu, bạch huyết và dịch mô. Đáp án là câu B. Sản phẩm bài tiết chính của phổi. Phổi bài tiết ra đó là CO2. Bilirubin này thì đó là sản phẩm bài tiết của ruột. Đây là ruột. Urea này là ở trong nước tiểu. Câu 10. Hệ thống cân bằng nội môi gồm. Một hệ thống cân bằng nội môi sẽ có sự tham gia của ba bộ phận. Thứ nhất đó là bộ phận tiếp nhận kích thích. Thứ hai là bộ phận điều khiển. Và thứ ba là bộ phận thực hiện hay còn gọi là bộ phận đáp ứng kích thích. Đáp ứng kích thích. Bộ phận tiếp nhận kích thích là gì? Là à, gồm các thụ thể, các cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích từ môi trường bên ngoài hay là bên trong cơ thể. Sau đó nó sẽ truyền đến cái bộ phận điều khiển. Và bộ phận điều khiển này đó là à, gồm có thần kinh trung ương hoặc là các tuyến nội tiết. Nó sẽ xử lý thông tin do bộ phận tiếp nhận này truyền đến. Sau đó nó sẽ gửi cái thông tin dưới dạng sung thần kinh hoặc là hóc môn đến cho bộ phận đáp nhận kích thích Đó. và bộ phận đáp nhận kích thích này là gồm các cơ quan như là thận này, là tim phổi mạch máu điều chỉnh hoạt động dựa trên các tín hiệu mà được truyền từ bộ phận điều khiển Đó, ví dụ bộ phận điều khiển nó muốn giảm nhịp tim thì lúc bây giờ tim sẽ là giảm nhịp tim Đó, hoặc là bộ phận gan nó sẽ tiết ra các hóc môn nó là bộ phận thực hiện cho nên ở đây mình sẽ gồm cả ba một hai và ba một hệ thống cân bằng nội môi sẽ gồm 3 bộ phận như vậy. Câu 11, những bệnh liên quan trực tiếp đến thận. Đó là sỏi thận, xa thận, thận một quả. Đây là sơ vữa động mạch là mạch nè. Còn đột quỵ có thể là do mạch bị vỡ mạch máu gây ra đột quỵ. còn ung thư thì tuyến giáp thì không phải là thận ha. Câu 12 có bao nhiêu lít nước tiểu chính thức được tạo ra? thì một ngày là khoảng 1,5 đến 2 lít 2 lít nước tiểu. Thì trung bình mỗi ngày thì có khoảng 170 đến 180 lít nước tiểu đầu. Nhớ ha nó có nước tiểu đầu sau đó rồi mới tới nước tiểu chính thức. Thì 170 180 lít nước tiểu đầu nhưng mà sau khi tái hấp thu thì chỉ còn khoảng 1 đến 2 thôi lít nước tiểu chính thức cho nên ở đây mình sẽ chọn đáp án là câu A. Câu 13 những hóc môn do tuyến tụy tiết ra tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào sau đây? Tuyến tụy. Thì nó sẽ tham gia ở đây tuyến tụy tiết ra hóc môn gì? Insulin hoặc glucagon. Và nó giúp cho duy trì nồng độ glucose bình thường trong máu. Câu 14. Vai trò của gan trong cân bằng nội môi. Đó. Gan thì nó điều hòa các chất nhiều chất hòa tan như là protein glucose trong huyết tương qua đó duy trì cân bằng nội môi. Điều hòa nhiều chất như là ví dụ như câu C protein glucose trong huyết thanh. Huyết thanh là không phải ha, là trong huyết tương mới là chính xác. Huyết tương là à, dung dịch máu và các thành phần trong máu luôn, chứ không phải huyết thanh. Acid bây giờ là xài câu 13 trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi. Đó là đầu tiên bộ phận tiếp nhận kích thích, tới bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện này là còn gọi là bộ phận đáp ứng kích thích. Cái chương trình sách cũ đó gọi là bộ phận thực hiện, còn bây giờ sách mới là bộ phận đáp ứng kích thích. Cho nên đáp án đúng ở đây là câu A. Sau đó nó sẽ liên hệ ngược đến bộ phận tiếp nhận kích thích. Câu 16, chức năng của bộ phận thực hiện cơ chế duy trì cân bằng nội môi ở bộ phận thực hiện đó, chức năng của bộ phận thực hiện trong cơ chế cân bằng bộ phận thực hiện ở đây là gì chính là bộ phận đáp, đáp ứng kích thích đó là tim, là gan, là thận là phổi, là mạch máu nó điều chỉnh để mà phù hợp, để duy trì ổn định cho nên nó sẽ là tiếp nhận làm tăng hoặc giảm ở đây vai trò của nó sẽ là tăng hoặc giảm hoạt động để đưa môi trường về trạng thái cân bằng và ổn định. À, ví dụ như tim đập nhanh thì nó sẽ giảm để đưa về ổn định. Câu 17 đơn vị chức năng của thận gọi là nephron. Thì ở thận có khoảng 1 triệu, mỗi quả thận có một khoảng 1 triệu đơn vị chức năng. Và mỗi đơn vị đó gọi là nephron. Và một cái nephron này nó sẽ gồm có gì? Thứ nhất là quảng cầu thận có chức năng lọc máu và thứ hai là các tế bào ở thành ống thận đó là gồm có ống lượng gần quai henle và ống lượng xa nó có chức năng đó là tái hấp thu các chất cần thiết trả à, về cần thiết từ dịch lọc trả về máu thứ hai là tiết các chất độc vào dịch lọc và thứ ba là dẫn nước tiểu đến bàn quang trước khi thải ra ngoài đó là một cấu tạo của một nephron Câu 18. Khi hàm lượng đường glucose trong máu tăng, thì cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự nào? Ví dụ sau khi bữa ăn thì hàm lượng đường glucose này nó sẽ tăng, tăng lên thì lúc bây giờ tuyến tỵ nó sẽ tiết ra cái hormone đó là insulin. Insulin này nó sẽ chuyển hóa được đưa đến gan và tế bào cơ thể, nó chuyển hóa cái glucose trong máu tạo thành glycogen và từ đó nó làm giảm cái hàm lượng glucose trong máu. Vì vậy đáp án ở đây là câu A tuyến tụy tiết insulin. Đó, nó sẽ chuyển glucose tạo thành glycogen và làm giảm lượng đường. Còn nếu ngược lại, khi hàm đường glucose trong máu giảm thì lúc bây giờ câu 19 nè. Tuyến tụy sẽ lại tiết ra đó là tiết glucagon. Nó sẽ đưa vào trong gan và chuyển hóa glycogen thành gluco để làm cho hàm lượng gluco trong máu nó tăng lên. Đáp án chính là câu C. Tuyến tụy tiết ra glucagon và chuyển glycogen thành gluco. Thì đây là hai quá trình ngược với nhau. Glucose tạo thành glycogen. Đó là hormone insulin. Còn ngược lại là hormone glucose đều do tuyến tụy tiết ra. À, thì glucose nó làm glycogen chuyển thành glycogen thì đường giảm. Còn từ glycogen này chuyển thành glucose thì lúc đó đường trong máu sẽ tăng lên. Câu 20. Một vai trò của làn da con người là giúp bảo vệ, chống lại vi khuẩn. Độ pH tối ưu của da là 5.5. Điều gì Đúng về pH ở da người thì 5.5 đó là pH axit, nhờ có pH axit mà nó có thể chống lại vi khuẩn. Đây là một hàng rào để mà bảo vệ cơ thể ha. Câu 21, khi lượng nước trong cơ thể giảm sẽ dẫn đến hiện tượng nào sau đây? Lượng nước giảm. Nước giảm thì áp suất thẩm thấu trong máu nó sẽ tăng lên và huyết áp giảm. Áp suất tăng nè và huyết áp giảm. Câu 22, nguyên nhân nào sau đây làm cơ thể có cảm giác khát nước? À, để trả lời câu hỏi này thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái à, cơ chế, à, nghĩa là vai trò của thận trong điều hòa áp suất thẩm thấu của máu. Đầu tiên à, khi lượng nước, hàm lượng nước trong cơ thể giảm, đó là khi mà ăn mặn nè hoặc uống ít nước thì áp suất thẩm thấu trong máu sẽ tăng lên. Mà áp suất thẩm thấu trong máu tăng thì nó sẽ kích thích, kích thích cái chung khu điều hòa trao đổi nước ở đây thì đầu tiên nó sẽ kích thích lên cái vùng dưới đồi gây cảm giác khát và từ đó phải uống nước để bổ sung nước đồng thời nó sẽ kích thích thùy sau tuyến yên tạo ra tiết ra hóc môn chống lợi tiểu đó là adh hóc môn adh này sẽ kích thích ống lượng xa và ống góp nó tăng tính thấm đối với nước từ đó tăng tái hấp thu nước và để giúp cho tăng cái lượng nước cho cơ thể À, nó sẽ tăng tái hấp thu, thận tăng tái hấp thu nước và từ đó là tăng hàm lượng nước cho cơ thể và từ đó làm cho áp suất của máu nó trở về cân bằng. Và trường hợp ngược lại thì khi mà áp suất thẩm thấu giảm, có nghĩa là hàm lượng nước trong cơ thể tăng lên thì lúc bây giờ nó phải giảm tiết ADH. Và lúc bây giờ ống lượng gần, ống lượng xa và ống góp nó sẽ giảm tính thấm với nước và lúc đó là cơ thể sẽ thải nhiều nước, có nghĩa là tăng cường thải nước thì đây chính là cái cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu của thận. Vậy khi mà áp suất thẩm thấu khi nào cảm giác khác đó chính là áp suất thẩm thấu tăng. Đó nó sẽ kích lên thích lên. Thứ nhất là vùng dưới đồi gây cảm giác khác. Thứ hai là thùy sau tuyến yên sẽ tiết ra hóc môn ADH để tăng tái hấp thu nước. Vậy à, câu 22 cơ thể khác đó chính là do áp suất thẩm thấu trong máu tăng. Câu 23, một bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn dẫn tới nôn nhiều, liên tục nôn thì sẽ giảm huyết áp bởi vì sao? Khi nào giảm huyết áp? Khi nôn liên tục như vậy, hàm lượng nước giảm, mà hàm lượng nước giảm thì sẽ bị giảm huyết áp. Cho nên đáp án ở đây mình chọn đó là nhiều mất nước dẫn đến giảm thể tích máu và từ đó làm giảm huyết áp. Câu B. Câu 24 khi nói về quá trình cân bằng nội môi, nhận định nào không đúng? sự điều hòa đường huyết cho hormone insulin và glucagon quy định là đúng. sau khi lao động nặng, thể dục thể thao kéo dài thì thường đường huyết tăng, thì đây là một câu sai. thường là sau các buổi ăn, bữa ăn thì cái đường huyết nó tăng, còn nếu mà lao động nặng, thể dục thể thao kéo dài thì cái đường huyết nó sẽ có giảm, thường là nó sẽ giảm xuống. Đó. câu c khi áp suất thẩm thấu trong máu tăng sẽ gây gây cảm giác khát nước là đúng ăn mặn kéo dài dễ dẫn đến bệnh cao huyết áp là đúng là khi mà cái hàm lượng NaCl trong máu cao đó thì có thể gây nên bệnh cao huyết áp câu 25 khi nói về hiện tượng mất cân bằng nội môi ở người phát biểu nào là sai căng thẳng thần kinh có thể làm tăng nhịp tim là đúng thường xuyên tập thể thao hợp lý giảm nguy cơ bệnh cao huyết áp đúng nếu nồng độ NaCl trong máu thường xuyên cao thì có thể gây bệnh cao huyết áp là đúng Bệnh tiểu đường có thể chữa khỏi bằng cách tiêm glucagon là sai. Hiện ha bệnh tiểu đường vẫn chưa thể chữa khỏi khỏi hoàn toàn, nhưng mà người ta có thể là điều trị. Điều trị bằng cách là tiêm là tiêm insulin. Ở à, một số người bị tiểu đường tiếp 1 đó người ta phải tiêm là tiêm insulin chứ không phải là glucagon.